Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần đầu ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Và những bạn nào mà thường xuyên theo dõi kênh cũng đã biết Thuần sắp sẽ nói gì rồi. Mới đây thôi, chúng ta lại đến gần cuối tuần, một tuần trôi qua thật sự rất là nhanh các bạn và hôm nay đã có rất nhiều tin tức nhưng mà nó cũng gãi rác các bạn thường đã cố gắng sắp xếp những cái thông tin này một cách logic nhất có thể và thường cũng muốn dành thời gian để mà tâm sự một chút với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính như thế nào thì chúng ta có thể nhìn vào trước hết á, là tình hình của chứng khoán hoa kỳ thì kết thúc hôm nay đó là một màu đỏ như các bạn nhìn thấy chỉ số nasdaq ngày hôm nay đó thì không thay đổi nhiều nhưng mà chỉ số dow jones thì các bạn thấy được là giảm không chấm 44%, chúng ta có chỉ số S&P 500 thì giảm 0.17%. Hôm nay thực sự chúng ta cũng không có cái thông tin gì gọi là xấu đâu các bạn, cũng là những cái thông tin chúng ta đã nói trong vòng 2 3 ngày qua tiếp tục mà thôi. Nhưng mà dù sao đây nữa chúng ta cũng thấy Đạt cả ba chỉ số kết thúc là một màu đỏ. Hợp đồng tương lai hiện bây giờ đó pre market thì các bạn nhìn thấy được là đang đổi nhẹ một chút nói chung nó thì chưa có thay đổi nhiều tại vì ngày mai chúng ta sẽ có một cái thông tin lớn mà mọi người chờ đợi đó chính là phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ các bạn và chúng ta thấy được là ước tính là 4.2% tháng trước đó phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ cũng là 4.2%. Tháng này đó chúng ta muốn thấy là ở cái mức này hoặc là tốt hơn chứ không phải là tệ hơn. Chứ nếu không đó, thì lại dẫn đến cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì ngày hôm nay không thể được nhiều các bạn ở mức là 2.677 đô cho một ounce vàng. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì tiếp tục có sự tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy được là giá dầu đó cách đây một tuần ở mức là khoảng 68 đô la. Hôm nay đã mức là 73 đô 81 sen rồi. Và chúng ta cũng có một cái thông tin là giá dầu tăng khi mà tổng thống biden bình luận về khả năng là israel trả đũa iran thì bây giờ đó vẫn chưa có đồng tĩnh gì mới hơn nhưng mà khả năng đó vẫn có các bạn và thị trường nó vẫn đang chờ đợi xem có tình hình như thế nào và chúng ta cũng đã thấy được là cái hợp đồng tương lai của dầu đó đã tăng đáng kể so với tuần trước đó nhưng mà trên căn bản đó vẫn nằm trong phạm vi thấp trong vòng 2 năm qua chúng ta cũng đã biết là hai năm qua đó thì giá dầu vẫn trong cái mức là từ 70 tới 80 đô thì cái giá dầu hiện bây giờ cũng không gì gọi là bất thường hết các bạn những thông tin gần đây khiến cho giá dầu tăng mạnh nhưng mà chúng ta lại có một yếu tố khác nó kìm hãm sự tăng trưởng của giá dầu, đó chính là cái số lượng dầu dự phòng còn rất là nhiều từ cái nhóm OPEC Plus. Tại vì các bạn có đã biết là những cái quốc gia này họ sản xuất rất là nhiều dầu và cái lượng tiêu thụ đó cũng không có nhiều dẫn đến họ còn rất là nhiều hàng tồn kho, giữ giá dầu không tăng cao chúng ta không muốn thấy giá dầu tăng cao các bạn vì nó ảnh hưởng đến lạm phát và tác động đến lãi suất hiện bây giờ đó, giá hợp đồng dầu thì cũng chưa phải ở cái mức nào mà chúng ta cần phải quan tâm ở thời điểm hiện tại một yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến giá dầu đó chính là cái lượng tiêu thụ thì chúng ta cũng thấy trên màn hình đây là thống kê một số quốc gia và cái tình hình sản xuất của họ dựa theo chỉ số PMI đây là cái chỉ số có thể hiểu đơn giản đó là cái tốc độ nhập hàng để mà sản xuất đó là bao nhiêu để xem coi là cái tình hình sản xuất của như quốc gia này đó là tăng trưởng hay là thu hẹp các bạn. Và con số chỉ 50 đó, có nghĩa là tăng trưởng dưới 50 nghĩa là thu hẹp thì chúng ta có thể nhìn thấy được là tình hình chung đó của thế giới là phần lớn những quốc gia họ đang trong cái thời điểm thu hẹp về sản xuất các bạn, có nghĩa là không phải là cái thời điểm mà họ có nhiều nhu cầu để mà tiêu thụ dầu. Chúng ta cũng có một cái thông tin cũng lạc quan, à, chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin liên quan đến là những cái cuộc đình công tại các cảng Hoa Kỳ có thể dẫn đến là làm phát tăng cao nếu như mà nó kéo dài thì cuối cùng đã cũng đã kết thúc rồi các bạn. Các cuộc đình công tại các cảng ở Hoa Kỳ đã kết thúc và các công nhân đồng ý với thỏa thuận tạm thời về tiền lương và gia hạn hợp đồng. Đó là điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta không muốn thấy cái cuộc đình công này kéo dài, tại vì càng kéo dài ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ các bạn. Và khi mà không đủ hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ sẽ có thể dẫn đến là giá hàng hóa tăng, dẫn đến làm phát tăng và ảnh hưởng lãi suất. Thì ít ra chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì cuộc đình công này đã kết thúc. Thuần cũng thấy có cái thông tin liên quan đến à, thẩm phán đã ra quyết định là chính quyền của tổng thống Joe Biden à, có thể là thực hành những cái chiến lược để mà xóa nợ học sinh cho một số học sinh tại Hoa Kỳ. Thì cái này Thuần chia sẻ để làm gì các bạn? Nó không có liên quan trực tiếp đến à, tình hình của thị trường crypto đâu. Nhưng mà Thuần chia sẻ để các bạn thấy được là cho dù Ai là người đứng đầu Hoa Kỳ đi nữa, cho dù chúng ta nói tới chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump hay là Phó Tổng thống Kamala Harris hay là chúng ta nhìn thấy chính sách hiện tại của Tổng thống Biden thì đều có rất nhiều những cái chi tiêu. Thường không nói đến những cái chi tiêu này đúng hay là không đúng các bạn, cái đó là một chuyện khác nữa. Mỗi người đều có cái kế hoạch chi tiêu khác nhau. Các bạn thì được là có người đó thì muốn giảm thuế, có người thì muốn tăng thuế những cái đó đó tôi nghĩ là cũng là những cái cần thiết nhưng mà đến cuối cùng đó, thì câu hỏi vẫn là tiền ở đâu để làm những chuyện này các bạn tiền ở đâu để có thể là cho tiền người ta đi mua nhà tiền ở đâu để có thể là xóa nợ cho những cái sinh viên này những cái sinh viên này đó được xóa nợ nhưng mà chủ nợ của họ vẫn sẽ được trả tiền các bạn chứ đâu phải là cái nợ đó nó sẽ biến mất đâu thì cuối cùng đó, ai sẽ là người trả tiền các bạn lại sẽ phải in tiền tiếp tục đồng đô la lại sẽ tiếp tục mất giá, cho dù là người kế tiếp là tổng thống là ai đi nữa đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là tất cả chiến lược đều nhắm vào chi tiêu và chi tiêu và chi tiêu. Và điều này chỉ dẫn đến một kết quả mà thôi là đồng đô la sẽ tiếp tục mất giá và lạm phát sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai đó là lý do tại sao chúng ta đầu tư cái này thường nghĩ là một cái khái niệm thường đã chia sẻ rất nhiều rồi cho nên tôi sẽ không có nói quá nhiều trong video ngày hôm nay nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào tình hình của crypto thì ra sao các bạn ngày hôm nay đó thì giá bitcoin hiện bây giờ mức là 60.700 đô thì cái mức này đó nó không khác biệt nhiều so với ngày hôm qua đâu các bạn mức giá bitcoin bây giờ đây thì cũng cỡ như ngày hôm qua mà thôi giảm 0.6% nhưng mà chúng ta nhìn thấy vốn hóa của những all coins thì tiếp tục giảm các bạn tổng số vốn hóa đó giảm 2.2% và chúng ta đã ở dưới 2.2 nghìn tỷ và chúng ta nhìn thấy được hôm nay đó thì có vài màu xanh nhưng mà phần lớn vẫn là màu đỏ và một trong những đồng mà giảm nhiều đó chúng ta nhìn thấy đó chính là đồng XRP từ khi mà có cái thông tin liên quan đến SEC kháng cáo đó thì từ hôm qua tới bây giờ XRP đã giảm 15% các bạn có thể nói là SEC đã rất thành công để mà bảo vệ người đầu tư <laughs> Như mà nào đó mà không rõ chuyện đã xảy ra với lại XRP thì nên xem video ngày hôm qua Thuân đã giải thích nhiều trong video đó rồi Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin lớn ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết, Thuận muốn mở đầu với một cái video các bạn. Đây là một cái video phỏng vấn trên đài CNBC và người trên màn hình đó chính là tỷ phú Mike Novogratz là Galaxy CEO. Và ông nói là tôi thật sự tin tưởng rằng một năm kể từ bây giờ, chúng ta sẽ có quy định rõ ràng cho dù dưới quyền của ai, Hạ viện, Thượng viện và bất kỳ ai ở phía hành pháp đều sẽ ủng hộ crypto tất cả họ đều hiểu đây là một công nghệ quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ đây cũng sẽ là cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn vào giá cả lên xuống hàng ngày, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Nhưng mà đứng sau lưng giá cả lên xuống đó đó là cả một hệ thống, cả một nền tảng ngày càng vững chắc hơn các bạn. Và Thông điệp này không phải là lần đầu tiên thùng chia sẻ với các bạn đâu. Chúng ta cũng đã từng nói tới rất là nhiều rồi. Thường đó là trong những lúc mà tình hình không tốt, các bạn. Giống như là những cái lúc như là mùa đông crypto năm 2022 hay là năm 2018, chín chúng ta nói tới rất là nhiều. Tại vì lúc đó nó rõ ràng hơn hết. Lúc mà tình hình vẫn còn sôi động hay là chúng ta thấy được là tình hình cũng chưa phải đến nỗi tệ đó thì có rất là nhiều cái thông tin khiến cho chúng ta bị chi phối. Nhưng mà cái thời điểm thường cảm thấy là thị trường này mạnh mẽ nhất đó chính là mùa đông crypto các bạn lúc đó đó thì mọi thứ nó im lặng hơn chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn những ai ở lại những gì đang được gây dựng và chính vì những cái nền tảng được gây dựng đó đã đẩy chúng ta đến ngày hôm nay và những gì đang gây dựng ngày hôm nay sẽ để chúng ta đi xa hơn nữa các bạn có rất là nhiều thứ rất nhiều bạn đã không có quan tâm đến tại vì nó không ảnh hưởng đến giá cả ngay bây giờ nhưng mà những cái đó lại là nền tảng để chúng ta đi xa hơn trong tương lai và chúng ta thật sự đã đi rất xa rồi khi mà các bạn so sánh không phải là ngày này qua ngày nọ Mà chỉ so sánh là bây giờ so với lại cách đây 2-3 năm Và trước đó 2-3 năm là như thế nào Nhưng mà để thường chia sẻ cái clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp And I am really confident that a year from now we will have regulatory clarity Under, under, under whomever is in charge Yes I spent a lot of time speaking to people around the Harris campaign. The one thing that comes clear is This is going to be a first-term presidency, not a second Biden term, and that means different personnel, different policies. They are going to shift away from the Elizabeth Warren uh, faction, uh, which really I think most Democrats realized it was a, a fool's errand. Like, why are you stop standing in the way of a technology that's important? You know, you think about what the important technology is coming. Uh, AI IS certainly the most important, but blockchain is right there, right. robotics, and so. You've been. Uh, uh Publicly supporting Democrats for a very long time, but there has been a real move, obviously, within the crypto space to support former President Trump. Do you see that changing over this issue of crypto the way you now see it? You know, listen, it's 33 days to the election, and I think most people have made their, their, their uh, choice up. And I think this is going to be who gets the vote. To me, I think it's a 50 50 call right now on who's going to win. Um, and you're going to see it all in seven states, 42 counties, and about 100,000 votes. Uh, it's a crazy way of electing a president. I do think, though, going forward, both the House and the Senate, and the, whoever's in the the, the the executive side, is going to be pro crypto. Um, I've spent a lot of time with different congressmen and senators. I'm seeing one today uh, on the Republican side, uh, and they all kind of get it now. Uh, this is an important technology for America. Đó là cái sự chia sẻ đến từ tỷ phú Mike Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới. Thuận nó thì đồng ý với cái suy nghĩ là chúng ta quan tâm đến những gì xảy ra hiện bây giờ. Cái đó là đương nhiên là các bạn tại vì nó đang xảy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ lại đó thì cái thị trường này nó lớn hơn và nó phát triển xa hơn và mạnh mẽ hơn những gì mà các bạn nghĩ những gì mà chúng ta đã từng trải qua đó thì nhiều vô số kể các bạn và chúng ta bây giờ đó thì quan tâm đến bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ nhưng mà trên căn bản đó khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC trong vòng bao nhiêu năm qua thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu đời tổng thống của Hoa Kỳ rồi các bạn trong vòng 15 năm qua và những tổng thống đó là đến từ cả hai đảng và chúng ta cũng thấy được là cái mà định hình thị trường này đó chính là nền tảng lâu dài và cái số lượng người chấp nhận và tin tưởng thị trường này đó ngày càng nhiều hơn và chúng ta đương nhiên sẽ có những chu kỳ lên xuống cũng giống như tất cả những thị trường khác nhưng mà mỗi một mùa chúng ta trải qua mỗi một sự kiện lớn chúng ta trải qua thị trường này đã càng vững chắc hơn bao giờ hết các bạn chúng ta cũng đã thấy là trước đây đó trước khi mà thuận và nhiều bạn tham gia thị trường này đã trải qua những cái sự kiện như là Mao rồi sau đó chúng ta trải qua những sự kiện như là liên quan đến cái thị trường lớn nhất của Bitcoin đã cấm những sàn giao dịch đó chính là thị trường Trung Quốc các bạn rồi chúng ta trải qua thời điểm mùa đông crypto năm 2018-19 nó cực kỳ khó khăn luôn rất nhiều những công ty phá sản trong thị trường crypto thì điểm đó các bạn nhiều những cái ngân hàng đó không muốn cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto lúc đó nhiều quốc gia muốn cấm crypto lúc đó rồi chúng ta nói tới mùa đông crypto năm 2022 chúng ta trải qua những cái sự kiện như là hàng loạt những công ty lớn mà chúng ta không nghĩ có thể phá sản đã phá sản các bạn chúng ta nói tới Three Capital chứ nó nói tới FTX vân vân đã khiến cho rất nhiều người mất lòng tin với thị trường này nhưng mà tới cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng chúng ta cũng một lần nữa vươn lên cho nên mỗi một lần mà trải qua những sự kiện đó thị trường này đó lại càng vững chắc hơn và càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết các bạn tổng thống kế tiếp của hoa kỳ là ai có thật sự quan trọng đối với lại bitcoin và crypto hay không tôi nghĩ là trong thời gian ngắn hạn câu trả lời là có chứ tại sao lại không nhưng mà đó là trong thời gian ngắn hạn mà thôi đương nhiên nếu chúng ta có một tổng thống hoa kỳ một cái chính quyền ở hoa kỳ mà ủng hộ sự phát triển crypto và có những cái lực rõ ràng thị trường này sẽ phát triển còn nhanh hơn nữa các bạn nếu như chúng ta ngược lại đó có một người không ủng hộ thì chúng ta cũng nên thấy thị trường này ra sao rồi 4 năm qua thị trường vẫn tiếp tục các bạn giá Bitcoin bây giờ so với 4 năm trước vẫn đang tăng cao chúng ta nhìn vào cái sự chấp thuận của Bitcoin bây giờ so với 4 năm trước đó thì vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn cho dù chúng ta đang đối đầu với lại một cái chính quyền mà không có thiện cảm với thị trường này, thị trường này vẫn tiếp tục tiến tới thì sẽ có những người đó họ không thích thị trường crypto các bạn, họ nói là giá Bitcoin tăng đó thì cũng là tại vì Mọi người FOMO mà thôi đó là một bong bóng tài chính vân vân Chúng ta nghe rất là nhiều rồi Mỗi lần giá tăng đó thì chúng ta đều nghe những cái câu nói tương tự như vậy Thì câu hỏi của Thuần rất là đơn giản thôi Để thằng zoom ra để các bạn sẽ thấy được Là những cái thời điểm xấu của Bitcoin đó Thì lúc đó ai FOMO các bạn Tại vì khi mà giá tăng đó thì mọi người nói là giá Bitcoin tăng chỉ vì Người ta FOMO vô mà thôi chứ chẳng có giá trị gì hết Như vậy đó thì Thuần muốn hỏi Là thời điểm cuối năm 2022 Khi mà giá Bitcoin chỉ có 15.000 đô thì lúc đó ai phô mô vào thị trường này các bạn Câu chơi lại là chẳng ai hết á, mọi người bỏ chạy Như thì tại sao Bitcoin không xuống nữa Tại vì sự thật đó là có người thật sự có lòng tin vào thị trường này Lúc mà chúng ta thấy mọi người hoảng loạn bán đó, Thì cái lực bán nó sẽ nhiều hơn lực mua Nhưng mà khi những người bán họ đã bán hết rồi Những người muốn mua Những người mà có lòng tin dài hạn vào thị trường này Họ vẫn sẽ tiếp tục ở lại và tiếp tục tích lũy Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy được giá Bitcoin đó không xuống nữa Và tiếp tục đẩy lên và chúng ta hãy nhìn vào năm 2018-19 đi Thì những lúc như là giá Bitcoin chỉ có 3.500 đô Sau khi Bitcoin rớt từ 20.000 đô Thì ngay thời điểm 3.500 đô đó Ai FOMO vào thị trường này các bạn Câu trả lời là chẳng hại hết Đó chính là những người thật sự có lòng tin vào thị trường này Những ai muốn bán Họ bán họ rời khỏi Những người còn lại đó sẽ là những người mà tiếp tục dẫn dắt thị trường này đẩy thị trường này tiếp tục tiến tới cho nên những ai mà nói là giá bitcoin tăng nó chỉ là một cái phô mô mà thôi chỉ là một game tài chính vân vân bla bla chúng ta nghe rất là nhiều họ nói như vậy đó thật sự họ cũng đã phủ nhận tất cả những gì xảy ra trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn họ phủ nhận cái sự tiến triển của thị trường này họ phủ nhận thật sự là thị trường này có giá trị họ phủ nhận là thật sự có rất nhiều người có lòng tin vào bitcoin thật sự là họ muốn tích lũy tài sản này dài hạn và họ tin đây là một loại tài sản lưu trữ giá trị một vài điện tử và cái số lượng người tin tưởng nó ngày càng tăng lên các bạn cái mà thường quan tâm không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ mà đấy mỗi chu kỳ là bao nhiêu cái đó mới là quan trọng đối với thuận tại vì chúng ta muốn thấy được là cái số lượng người tin tưởng ngày càng gia tăng lên lúc nào cũng như vậy khi mà tình hình tốt nó sẽ dẫn đến có thêm nhiều người mới đi vào thị trường này dẫn đến giá nó bị thổi phồng lên các bạn nhưng mà sau đó nó có sự cố xảy ra Khiến cho rất nhiều người rời khỏi Nhưng mà cái số lượng người mới đến Sẽ có người ở lại thị trường này Khiến cho ngày lại càng có nhiều người hơn Có lòng tin vào thị trường này Và chúng ta hãy xem một cái thông tin Thông tin này được chia sẻ bởi Consensus các bạn Và thông tin này đó là công ty Consensus Và công ty HairX đã quỷ thác Một công ty khác thực hiện một cuộc khảo sát Thì cuộc khảo sát này đó là liên quan đến Bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ Thì uh, cuộc khảo sát này đó cho thấy là 92% Chủ sở hữu crypto cho biết họ dự định bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. 49% tổng số cử tri Hoa Kỳ coi lập trường ủng hộ crypto là quan trọng. Với 13% cử tri có khả năng vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ các chính sách thuận lợi cho thị trường crypto này. Tại bang chiến trường như là Pennsylvania thì 34% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng viên ngoài đảng nếu người đó ủng hộ các chính sách có lợi cho crypto. 56% cử tri ủng hộ lập trường ủng hộ crypto của Donald Trump với 1 phần 3 nói rằng họ có khả năng bỏ phiếu cho ông chỉ vì lý do này. Trong khi 54% cử tri cho rằng là Kamala Harris cần đưa ra lập trường rõ ràng hơn về crypto thì các bạn thấy được là có rất là nhiều người đó họ quan tâm đến crypto và luật về crypto cho nên chúng ta cũng thấy được là mike norris nói tới cuối cùng thì cái sự quan trọng hơn đó chính là cái sự chấp thuận ngày càng đông đến từ hạ viện và thượng viện tại vì đó mới là cái nơi mà luật xuất hiện các bạn thượng viện hạ viện thông qua luật rồi chúng ta cần tổng thống ký lại trở thành luật. Cho nên cái điều quan trọng đó là thượng viện hạ viện và chúng ta ngày lại càng có nhiều người quan tâm hơn đến dân crypto này ở thượng viện hạ viện. Và theo một khảo sát khác nữa từ công ty tài chính Empower thì cho thấy là 50% người Hoa Kỳ tin rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính cá nhân của họ. Khoảng một phần tư, nghĩa là 24% cho biết là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ giúp xác định liệu tôi có giàu hay là không <laughs> chúng ta có rất là nhiều hoa lời ngoài đó các bạn nhiều hơn là các bạn nghĩ ngày hôm nay nó như thường chia sẻ đầu video chúng ta có rất là nhiều tin tức đại rác nhưng mà thường đã cố gắng sắp xếp một cách lo chuyện nhất có thể chúng ta bắt đầu với cái thông tin đến từ ngân hàng JP Morgan các bạn đây là ngân hàng mà trước đây đó họ rất là ghét thị trường này và hiện bây giờ đó CEO của JP Morgan vẫn ghét crypto các bạn nhưng mà JP Morgan cho rằng rủi ro địa chính trị gia tăng có thể khiến các nhà đầu tư ưu tiên vàng và

và khi mà nghe như vậy đó thì thuận nghĩ là một câu hỏi rất là phổ biến và thật ra câu hỏi này được hỏi mỗi lần mà có sự cố gì đó xảy ra như là liên quan đến chiến tranh nga ukraine liên quan đến dịch bệnh à, lúc mà nó bùng nổ hay là liên quan đến cái lúc mà những ngân hàng ở hoa kỳ gặp vấn đề thì câu hỏi là nếu là như vậy đó thì tại sao phản ứng của bitcoin ban đầu thường là giảm xuống cũng giống như là gần đây chúng ta thấy được là cái vụ giữa iran và israel đó thì dẫn đến là giá bitcoin giảm xuống chứ không phải là tăng lên thì tại sao lại gọi là tài sản trú an toàn tôi nghĩ là tại vì chúng ta nhìn vào cái khoảng thời gian nó rất là ngắn hạn đó là vẫn ban đầu bitcoin đó là một cái loại tài sản mà nó đang được hình thành cho bạn và thật sự nó đang chuyển hướng đối thuận thường có lòng tin là bitcoin đang chuyển hướng trở thành một vàng điện tử nhưng mà cái mà tôi nói đó chính là nó đang chuyển hướng cho bạn nó chưa có hoàn toàn là một vàng điện tử chúng ta cũng nói tới rất nhiều trên channel này là mọi người đến với bitcoin vì nhiều lý do khác nhau có người đó họ lưu trữ bitcoin tại vì họ tin nó là vàng điện tử có người đó họ lưu trữ bitcoin chỉ đơn giản họ nghĩ đó là một công cụ để có thể giúp cho họ đa dạng hóa tài chính mà thôi có rất nhiều lý do khác nhau người ta đến với bitcoin vì đầu cơ cũng có đầu tư cũng có người ta đến với bitcoin tại vì họ nghĩ đó là một cái mạng lưới thanh toán cũng có luôn các bạn bản thân thuần thì thuần xem bitcoin như là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị có nghĩa là khi mà thuần có dư tiền thầy thường mua thêm bitcoin đẩy đó nếu như mà thùng cần sử dụng để mà mua cái gì đó như là mua nhà hay gì đó thùng sẽ bán bịch của mình để mà mua nhà rồi thùng tích lũy trở lại và nếu như mà cái số lượng tích lũy đó đến một mức nào đó mà Thuận cảm thấy là cần cân bằng lại thì thùng sẽ cân bằng lại cho nên Thuận sẽ luôn lưu trữ số lượng bịch đó có thể là suốt đời luôn các bạn nhưng mà không phải ai cũng như thuận thuận biết điều đó rất nhiều người đã xem Bitcoin như là một loại công cụ đầu tư mà thôi nhất là bây giờ chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm đến từ phố Wall như là Bitcoin Smart ETF cho nên khi mà họ lo lắng như là liên quan đến chiến tranh hay gì đó họ bán cổ phiếu như là cổ phiếu công nghệ họ cũng bán luôn bitcoin của mình cho nên chúng ta mới thấy cái sự phản ứng trong thời gian ngắn hạn là như vậy nhưng mà khi mà nhìn vào dài hạn đó thì các bạn cứ trở về những thời điểm như là chiến tranh giữa nga và ukraine thì ngay bây giờ đó chiến tranh đó vẫn đang xảy ra các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là bitcoin vẫn tiếp tục tiến tới chúng ta cũng thấy bitcoin đã đạt cái đỉnh hồi tháng 3. và như thuận vừa chia sẻ với các bạn những ai muốn bán thì họ bán giao dịch bitcoin rất là dễ bán nhưng mà sau khi những người đó đó rời khỏi rồi thì chúng ta chỉ còn lại những người mà thực sự tin bitcoin là tài sản trung an toàn và họ sẽ tiếp tục lũy cho nên khi mà chúng ta nhìn trở lại những sự kiện như là liên quan tới dịch bệnh thì lúc đó khi mà dịch bệnh bùng nổ thì các bạn cũng nhìn thấy được là bitcoin cũng giảm xuống và thuận nhớ đó là năm 2020 lúc đó đó bitcoin giảm mạnh sau khi mà có dịch bệnh và đó cũng là cái năm mà có bitcoin hai bình các bạn biết bao nhiêu người nói là Bitcoin nó sẽ không đạt đạt đỉnh mới đâu à, Cái chu kỳ 4 năm nó coi như là dẹp đi Tại vì bây giờ có dịch bệnh rồi Sẽ không có ai mà nghĩ đến chuyện đầu tư vào Bitcoin Crypto đâu Cái đó là suy nghĩ diễn dòng cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng thì bitcoin hồi phục lại và là tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong cái thời kỳ dịch bệnh đó vượt xa cả chứng khoán vượt xa cả bất động sản và vượt xa cả vàng luôn và chúng ta cũng thấy bitcoin đã đạt cây đỉnh và năm 2021 đó lúc đó bitcoin đạt 9 000 đô và chu kỳ 4 năm nó vẫn hình thành ngay thời điểm đó các bạn lúc mà nhiều người mất lòng tin nhất vào thị trường này chúng ta nhìn vào cái thời điểm liên quan đến ngân hàng ở Hoa Kỳ gặp vấn đề đi hồi tháng 3 của năm ngoái thì các bạn thấy được là mới đầu đó cũng có cái sự dao động giá cả cho Bitcoin nhưng mà sau đó thì chúng ta nhìn thấy được Bitcoin lại có cái sự tăng vọt khi mà chúng ta nhìn lại đó thì mọi thứ nó rõ ràng hơn ngay thì đến bây giờ đó thì các bạn so sánh ngày này qua ngày nọ thì các bạn thấy được là Bitcoin đâu phải là tài sản trú an toàn gì đâu khi mà tình hình xấu xảy ra đó thì giá lại giảm xuống Tại vì chúng ta đang nhìn vào khung thời gian nó cực kỳ ngắn. Khi mà nhìn lại các bạn mới thực sự thấy được sự thật như thế nào các bạn. Chúng ta chỉ đang chứng kiến những người mà thực sự không có lòng tin về con họ bán mà thôi. Những người có lòng tin họ vẫn sẽ tiếp tục tích lũy. Tại vì đó là tài sản lưu trữ giá trị. Và chúng ta cũng thấy là những cái quantitative wall đó họ vẫn tiếp tục uh, thúc đẩy. Đây là cái hình chụp lại của một cái slide của công ty BlackRock cho dù có người bây giờ đang lo lắng liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô liên quan đến chiến tranh có người đang lo lắng và họ bán thứ của họ nhưng mà các bạn nhìn thấy được là những công ty phố họ vẫn đang thúc đẩy và quảng bá thị trường này hiện bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy được là ngân hàng Standard Chartered thì vẫn rất là bullish và họ nghĩ là nếu giá Bitcoin xuống dưới 60.000 đô thì đó là lúc có thể tiếp tục thu mua đương nhiên đó cái này thường không có rõ các bạn tại vì trong thời gian ngắn hạn chuyện gì cũng có thể xảy ra thuận là một người đầu tư dài hạn trung bình giá thuận tiếp tục thu mua và chờ đợi thời cơ mà thôi chứ còn dưới 60 có phải là cái điểm tốt tích lũy không nữa thì cái đó thuận đương nhiên không ai nào mà đưa lời khuyên đầu tư cho các bạn được nhưng mà Standard Chartered thì nghĩ như và chúng ta cho dù ngay bây giờ đó không có cảm thấy được vui tại vì chúng ta cũng đã từng chứng kiến giá bịt lên tới 66.000 đô rồi bây giờ đã trở về mức là chỉ có sáu 61 000 đô mà thôi trong vòng chỉ có một tuần nhưng mà nghĩ ngược lại đó thì các bạn có biết là cái mức giá hiện bây giờ là cái mức giá cao trong lịch sử của Bitcoin rồi. Chúng ta cũng đã biết Bitcoin đó thì khoảng chừng là 15 năm các bạn. Và trong khoảng thời gian đó các bạn có biết chỉ có 5% trong tổng số lịch sử của BTC là giá Bitcoin hơn 60.000 đô. Các bạn có thể nhìn thấy được là phần lớn thời điểm mà giá Bitcoin hơn 60.000 đô đó chính là trong năm nay các bạn chứ không phải là những cái thời điểm trước đó. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái đường màu trắng trên màn hình đó là đại diện cho lúc mà giá Bitcoin đạt được hơn 60.000 đô thì chúng ta thấy được là cái chu kỳ của năm 2021 đó chỉ có một thời gian rất là ngắn mà thôi. Đó chính là ở những cái thời điểm này các bạn như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là giá bitcoin trên 60.000 đô mà thôi. Có nói là trong thời gian chỉ tính theo ngày mà thôi. Nhưng mà năm nay là năm mà chúng ta có thời điểm trên 60.000 nhiều nhất. Nhưng mà dù như vậy đi nữa đó thì tổng số thời gian mà giá bitcoin hơn 60.000 đô chỉ có khoảng chừng 5% của tổng số thời gian bitcoin tồn tại mà thôi các bạn. Thời gian rất là ngắn luôn chứ không phải là nhiều như các bạn nghĩ. Trên căn bản đó ngay thời điểm bây giờ giá bitcoin vẫn đang ở trong cái mức đỉnh trong lịch sử của Bitcoin rồi hơn 60.000 đô tôi muốn cung cấp một cái nhìn khác để các bạn có thể có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình bây giờ như thế nào và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Made Planet đây là một những công ty mà họ tiếp tục tích lũy BTC nhưng mà đợt này đó thì họ thực hiện một chiến lược khác một chút các bạn để thuận chia sẻ cái thông tin rồi chúng ta sẽ nói thêm về chiến lược của họ thì Made Planet họ đã kiếm được thêm 23.97 BTC bằng cách là bán quyền chọn bán nghĩa là sell put options. Điều này có nghĩa là nếu giá Bitcoin ở mức bằng hoặc là cao hơn giá thực hiện, giá tiền của họ đó là 62.000 đô các bạn quyền chọn bán sẽ trở nên vô giá trị và Made Planet sẽ giữ lại cái phần phí quyền chọn. Nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới giá thực hiện, người mua quyền chọn có thể bán BTC ở mức giá thực hiện. Trong trường hợp này, Made Planet sẽ phải mua Bitcoin mức giá thực hiện. Có những rủi ro với phương pháp này, nhưng mà nếu như mà công ty Made Planet đã sẵn sàng mua Bitcoin mức giá là 62.000 đô, thì kết quả là họ có thể tạo ra thêm thu nhập. Thì để Thuần giải thích một cách đơn giản hơn Thực sự cái chiến lược này đó, nó ngược lại với cách suy nghĩ của Thuần các bạn Tại vì Thuần nghĩ họ đã có một số lượng BTC Họ đã có khoảng chừng là sáu mấy BTC đó Thì cái số lượng đó họ có thể dùng để mà tạo thêm thu nhập Bằng cách là bán call Option các bạn Nhưng mà không, họ làm ngược lại họ bán Put Option Nghĩa là họ bán quyền được bán cho một người khác thì tại sao một ai đó lại mua quyền được bán thì quyền được bán nó giống như là một cái bảo hiểm các bạn trong thị trường option giống như là các bạn trong tay nắm giả sử như là rất là nhiều bitcoin các bạn nắm khoảng chừng là hai ba tỷ đô la btc thì bạn sợ là giá bitcoin sẽ xuống nhưng mà bạn không có muốn giống như là để một mức nào đó nếu giá xuống đến mức đó đó thì bạn sẽ bán nhưng mà bạn muốn mua một cái hợp đồng hợp đồng này là một hợp đồng bảo hiểm giống như là trong trường hợp này đã người mua hợp đồng này nói là nếu giá bitcoin xuống dưới 62.000 đô họ được quyền bán cho major planet và major planet phải mua ở mức giá là 62.000 đô nghĩa là hơn mức hiện tại thì tại sao lại là hơn mức hiện tại các bạn tại vì có thể là họ nghĩ là sau này giá có thể lên rất là cao nhưng mà họ vẫn có thể bán ở mức là 62 nếu như mà đột ngột giá xuống mạnh và họ cần phải bán cho dù lúc đó giá là 50 ngàn, 60 ngàn thì họ vẫn có thể bán mức là 62 ngàn đô thì họ mua cái hợp đồng quyền chọn này thì đương nhiên khi họ mua cái bảo hiểm này họ phải trả tiền cho công ty Made Planet. Công ty Made Planet là người bán, họ sẽ giữ cái số tiền đó và trong trường hợp này là 23.97 BTC. Nhưng mà công ty Made Planet này đó họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà mua Bitcoin mức là 62.000 đô. Có nghĩa là cho dù giá Bitcoin xuống thấp đi nữa đó thì họ cũng sẽ chấp nhận mua mức là 62.000 đô tại vì họ tích lũy dài hạn, họ không có quan tâm đến cái mức giá hiện bây giờ. Đó là cách mà họ kiếm thêm được tiền để mà có thêm BDC các bạn. Nói chung đó là họ làm mọi cách, mọi chiến lược để mà tích lũy thêm BDC hiện tại. Chúng ta cũng có một số những cái thông tin, những thông tin này đã sẽ cho các bạn thấy được là cái xu hướng và nền tảng thị trường này như thế nào ngày đó lại càng rõ ràng hơn các bạn. Chúng ta trước hết tới nói tới thông tin liên quan tới ngân hàng BBVA tại Tây Ban Nha chuẩn bị ra mắt stablecoin riêng của mình vào năm tới với sự hỗ trợ từ Visa. Điều quan trọng trong đây đó là các bạn có biết là họ sẽ phát hành những cái token này trên mạng lưới nào không? Không phải là mạng lưới tư nhân các bạn mà Visa sẽ hỗ trợ họ phát hành trên mạng lưới của Ethereum. Chúng ta cũng đã thấy Visa là một những công ty mà chống đối với thị crypto đó. vô cùng gắt gao trong vòng bao nhiêu năm bây giờ họ đã chuyển qua để trở thành một phần của thị trường này. Có thể nói đó là một là chấp nhận mình thay đổi còn hai đó là sẽ bị bỏ lại phía sau tôi sẽ chia sẻ hàng loạt những video để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn là thị trường này đó thật sự thực dụng nó không phải chỉ là một cái công cụ đầu tư hay là nó không phải là một cái mạng lưới thanh toán đơn giản mà thị trường này thật sự thực dụng có thể là đối với người bình thường đó họ chưa cảm thấy thực dụng nhưng mà các bạn nhìn thấy những công ty họ đã thấy được tiềm năng rồi và có thể nói trước đây đây những công ty như là Visa, Master, PayPal họ tấn công thị trường này tại vì họ thật sự lo lắng thị trường này sẽ cạnh tranh với họ và bây giờ họ biết thị trường này không thể bị tiêu diệt cho nên họ đã trở thành một phần của thị trường này để thường chia sẻ thêm thông tin với các bạn PayPal một chuyến công ty mà trước đây đã cũng tấn công thị trường này bây giờ họ đã hoàn thành khoản thanh toán doanh nghiệp đầu tiên bằng cái token Stablecoin của họ là PYUSD để trả cho công ty Ernst Young Đây là một trong những công ty Big four ở trong thế giới kế toán và kiểm toán Và PYUSD đó là cái đồng stablecoin mà họ phát hành các bạn Hiện bây giờ đó thì vốn hóa vẫn còn nhỏ Thường nhớ như là chỉ có 670 triệu mà thôi Xếp hạng là hơn 100 Nhưng mà các bạn cũng thấy được là được ủng hộ bởi công ty PayPal Và PYUSD này là stablecoin ở đâu các bạn? Có phải là trên mạng lưới tư nhân hay không? Không phải được xây dựng trên Ethereum và Solana xu hướng là mạng lưới công cộng các bạn không phải là mạng lưới tư nhân chúng ta cũng thấy có một thông tin nên thông tin này là cách đây cũng khoảng chừng 4 ngày rồi các bạn công ty Guggenheim Partners họ đã phát hành 20 triệu đô la token hóa có thể nói đây là token hóa trái phiếu ngắn hạn nhưng mà trên mạng lưới nào các bạn Ethereum các bạn có thể thấy được cái xu hướng nó vẫn là sử dụng mạng lớp blockchain công cộng ngay cả swift các bạn swift đó là một trong công ty mà họ cười chơi thị trường này swift đó là cái hệ thống mà chuyển tiền xuyên quốc gia có thể nói là họ gần như độc quyền một thời gian dài luôn các bạn và swift đó đã từng tấn công và chơi bài thị trường này và cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng đó thì họ cũng muốn có một phần trong thị trường này và ceo của họ đó cũng đã từ chức rồi các bạn lý do tại sao thì một trong cái lý do là liên quan đến cái sự thay đổi về hệ thống thanh toán cái sự thay đổi về công nghệ khiến cho ông đã từ chức cái bạn và bây giờ đó công ty Swift đã thông báo gì họ cho biết là bắt đầu từ năm sau các ngân hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu và châu Á sẽ bắt đầu thử nghiệm trực tiếp các giao dịch tài sản kỹ thuật số và tiền tệ qua mạng lưới toàn cầu của họ. Swift trước đây đã thử nghiệm các giao dịch blockchain trong môi trường thử nghiệm. Tuy nhiên, các thử nghiệm vào năm tới đó là phiên bản nâng cao có khả năng điều phối các giao dịch tiền tệ và tài sản kỹ thuật số trong đời thực. Nhưng mà họ lại không có nói rõ họ sẽ sử dụng như mạng lưới nào các bạn. Cũng có thể là họ sử dụng mạng lưới tư nhân, nhưng mà nếu là như vậy là sẽ không hiệu quả đó các bạn tất cả những công ty bây giờ họ đã chuyển hướng sử dụng mạng lưới công cộng rồi tại vì mạng lưới công cộng nó cho họ rất là nhiều những cái khả năng như là tích hợp được với lại DeFi mới lưới công cộng đó thì an toàn hơn họ không cần phải tự có những cái máy server để mà bảo vệ mạng lưới đó các bạn mạng lưới công cộng như là Ethereum được, được được bảo vệ bởi sức mạnh của mạng lưới và cộng đồng của Ethereum rồi nó sẽ nhanh hơn rẻ hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả Swift đó thì cũng hướng về cái phía này rồi cho dù là biết bao nhiêu người chơi bài những cái mạng lưới blockchain nó như thế nào nó này nó kia nhưng mà các bạn cũng thấy là không phải tự nhiên mà những công ty này đó đột ngột ủng hộ blockchain đột ngột chuyển hướng như thế này và ngay cả chúng ta thấy được là Fed cũng ra cái mạng lưới Fed nào để mà cạnh tranh. Tại vì sao các bạn? Tại vì thực tế chúng ta đang thấy cái sự hình thành của một cái hệ thống tài chính hoàn toàn khác. Bây giờ đã có DeFi, có nhiều thứ nó vẫn trên cái thời điểm đơn sơ các bạn và không dễ sử dụng. Cái đó là hoàn toàn đúng. Nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ không thể cải tiến. Và những công ty này họ nhìn thấy được là công nghệ blockchain có thể được cải tiến và thật sự có khả năng để mà cạnh tranh với họ cho nên họ mới chuyển hướng như vậy crypto thật sự có tiềm năng và có thực dụng có thể là người bình thường nó họ không nhận ra được nhưng mà những công ty này đó họ đã hoàn toàn nhận ra giá cả đó thì có thể lên xuống hàng ngày ngày mai ra sao tuần sau ra sao tháng sau ra sao thì không ai biết được nhưng mà cái sự tiến triển của thị trường này đó thì không ngừng các bạn đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây và đó là lý do tại sao thùng vẫn tiếp tục có lòng tin vào sự phát triển của crypto dài hạn chúng ta còn vài thông tin cũng thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn Trayscale đó đã phát hành quỹ AV Trust thì đối với những bài nào mà lưu trữ AV đây thì đây là điều tốt các bạn tại vì khi mà Drayscale phát hành một quỹ trust đó, thì quỹ này chỉ thu mua mà thôi thu mua bao nhiêu đó thì tùy theo là cái nhu cầu à, để sở hữu những cổ phần nó lớn bao nhiêu và cái quỹ trust này là chỉ có thể thu mua chứ không thể bán có nghĩa là cái số lượng a về nạp vào nó chỉ nằm trong đó mà thôi thì đương nhiên nó, nó sẽ làm cho cái nguồn cung ở trên thị trường sẽ ít đi tùy theo là họ tích lũy bao nhiêu dựa theo cái lực mua đến từ những cái nhà đầu tư cho đến một ngày nào đó, họ chuyển cái quỹ này thành quỹ ETF rồi họ mới đầu bán và bán các bạn nhưng mà bây giờ đây là thời điểm họ tích lũy chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Ripple thì cho dù chúng ta đã nhận được cái thông tin là SEC kháng cáo vụ kiện này có thể lại kéo dài sang tới năm 2026 nhưng mà Ripple thì vẫn tiến tới họ và Mercado Bitcoin, đây là sàn crypto lớn nhất ở Brazil hợp tác ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới tại Brazil Mercado Bitcoin sẽ sử dụng dịch vụ của Ripple để cải thiện hoạt động quản lý ngân quỹ nội bộ giữa Brazil và Bồ Đào Nha. Chúng ta cũng có thông tin đến từ Đài Loan. Hôm nay là một ngày mà tôi cũng sẽ dẫn các bạn đi vòng quanh thế giới. Quỹ ban giám sát tài chính Đài Loan sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải hoàn tất đăng ký tuân thủ AML, nghĩa là những cái quy định chống rửa tiền, hoặc là phải đối mặt với các án phạt tù lên tới 2 năm và 156.000 đô. Theo cái Ủy ban Tài chính Đài Loan đó thì các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và phải hoàn thành tất cả việc đăng ký có liên quan trước tháng 9 năm 2025. À, chúng ta cũng thấy là mặc dù El Salvador đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tiền hợp pháp đó cũng uh, qua một thời gian dài rồi các bạn, khoảng chừng 2-3 năm gì rồi. Nhưng mà tới bây giờ đó, quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì vẫn không có vui các bạn tại vì uh, họ đã gây rất nhiều áp lực. Tới cuối cùng El Salvador đã cũng chẳng quan tâm và chấp nhận Bitcoin làm tiền tiền hợp pháp thì bây giờ họ vẫn tiếp tục gây áp lực đó với El Salvador họ bây giờ đã nói là El Salvador nếu như mà muốn tiếp tục được hỗ trợ bởi quỹ tiền tại quốc tế thì phải nghĩ đến việc là hạn chế sử dụng bịch khôi trong những cái chi tiêu công mặc dù tất cả những cái mối lo ngại mà họ đưa ra cách đây hai ba năm đó để mà ngăn cản El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp đó đã không xảy ra. Họ nói là nền kinh tế này sẽ sụp đổ, Bitcoin sẽ khiến cho cái quốc gia này sụp đổ, sẽ khiến cho cái quốc gia này vỡ nợ vân vân. Cuối cùng đó thì kết quả ra sao các bạn? Kết quả đó thì GDP của Salvador đã tăng hơn 10% từ khi mà chấp nhận Bitcoin các bạn và bằng hoặc là hơn những cái quốc gia trong khu vực đó. Các bạn thấy được là ngay cả những cái tệ nạn El Salvador cũng đã giảm bớt và du lịch lại tăng lên 95% chỉ tính năm ngoái mà thôi nhưng mà IMF thì vẫn không buông tha cho Salvador các bạn họ vẫn còn rất là giận về cái vụ đó <laughs> Chúng ta có thông tin đến từ Euroway, họ đã thông qua luật công nhận crypto là tài sản kỹ thuật số, giao cho ngân hàng trung ương giám sát và các công ty cung cấp dịch vụ crypto. Các công ty này đã phải xin giấy phép hoạt động, luật cũng đã cập nhật quy định chống rửa tiền và đưa tài sản kỹ thuật số vào kiểm soát. UOA đã trở thành một trong số ít quốc gia Mỹ Latin có khung pháp lý cho crypto cùng với Venezuela, Brazil, Argentina và El Salvador. Những thông tin cũng rất là lạc quan các bạn về cái sự chấp thuận của crypto đến từ những quốc gia. Chúng ta cũng có thông tin là FTX thì đang chuẩn bị đấu giá 22 triệu token WorldCoin bị khóa với giá chiết khấu trị giá khoảng chừng là 38 triệu đô la vào ngày 3 tháng 10 với cái mức giá bán có thể giảm tới 75%. Lý do là tại vì những token này đó không được mở khóa và sẽ được mở từ từ. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2024 tới năm 2028 cho nên để bán được đó thì họ phải bán với cái mức giảm giá các bạn chứ nếu không sẽ không ai mua đâu. Và những token bị lóc làm sao họ bán được thì đơn giản thôi cho nên họ mới bán đấu giá khi nào ai đó thắng cái cuộc đấu giá này thì họ sẽ giao khóa cá nhân cho người đó và người đó ra sẽ nhận được cái số token này khi mà được mở khóa từ từ và nói tới FTX thì tình hình trả tiền tới đâu rồi các bạn thật ra đó chúng ta phải chờ cho đến ngày 7 tháng 10 lúc đó đó họ mới ra toàn rồi chúng ta phải chờ xem coi là to có phán quyết gì về cái kế hoạch mới của họ khiến cho nhiều người bây giờ cũng không được vui tại vì mới đầu đã tưởng đâu là được nhận được rất là nhiều tiền các bạn nhưng mà bây giờ đã chỉ còn có 10 tới 25% mà thôi nhưng mà trả như thế nào nó cũng chưa rõ ràng. Khi nào mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một cái tin tức liên quan tới công ty HBO Họ sản xuất một bộ phim tài liệu mới về Bitcoin Và tuyên bố họ có thể chứng minh Satoshi Lai like các bạn <laughs> Tôi cũng rất muốn biết Nhưng mà tới cuối cùng ra chắc à, cũng là những cái suy đoán mà thôi Là một lần nữa chúng ta nghe những thông tin tương tự Mỗi vài năm lại có người nói biết Satoshi là ai <laughs> Lần này đã để xem coi là có ngoài lệ hay không Và những người nào mà quan tâm thì thị trường AI vẫn đang rất là nóng hiện bây giờ Open AI gần đây đã kêu gọi vốn thêm 6, ,6 tỷ 6 và định giá công ty ở mức là 157 tỷ đô la, con số rất là lớn luôn các bạn. ngoài trừ vì tối đa đó thì OpenAI lại có thêm đường dây tín dụng là 4 tỷ để có thể sử dụng để tiếp tục phát triển công ty của họ. Chúng ta bây giờ hay nói tới ETF đi. thì công ty Franklin Templeton đã nộp đề xuất cho một quỹ ETF chỉ số Bitcoin và Ethereum lên SEC. Đây sẽ là quỹ mà hỗn hợp các bạn có cả hai Bitcoin và Ethereum. Thì có thể các bạn nói là chúng ta cũng đã có một vài quỹ nộp đơn tương tự rồi, nhưng mà không phải các bạn khác với những đề xuất kia. Franklin Templeton sẽ phát hành cổ phiếu dựa trên cái số Bitcoin và Ether mà họ đang có hiện tại chứ không phải là dựa vào Bitcoin và Ether ETF của những quỹ khác tại vì những cái đề xuất kia đó là họ sẽ phát hành cổ phiếu dựa trên những cổ phần ETF của những quỹ khác chứ không phải là tự lưu trữ Bitcoin và Ether cho nên cái này nó khác hơn các bạn, đây là quỹ duy nhất có cái đề xuất này hiện tại và nói tới Bitcoin và Ether ETF đó, thì tình hình ngày hôm nay như thế nào à, hôm nay thì cũng không lạc quan lắm các bạn hôm qua chúng ta đã chứng kiến kết thúc là có dòng tiền rời khỏi 64 triệu và chúng ta đã có ngày thứ ba trong lịch sử của BlackRock có dòng tiền âm các bạn không phải là nhiều nhưng mà cũng là ngày thứ ba trong lịch sử của dòng tiền âm là 13.7 triệu hôm nay đó thì chúng ta vẫn còn chờ thông tin đến từ BlackRock nhưng mà hiện bây giờ đó đang có dòng tiền âm là 90.2 triệu về Ether ETF đó thì các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay chúng ta có lực bán nhưng mà chủ yếu là đến từ Grayscale các bạn nhìn thấy được là chúng ta có cái lực bán tổng cộng hiện bây giờ là 15.3 triệu vẫn chưa có thống kê từ BlackRock các bạn nhưng mà điều thú vị đó ngày hôm qua chúng ta có 13.7 triệu bán từ BlackRock ETF nhưng mà lại có cái lực mua là 18 triệu từ BlackRock Ether ETF cho nên ngày hôm qua chúng ta lại có dòng tiền dương cho Ethereum ở mức là gần 20 triệu và với cái mức giá hiện bây giờ đó thì phần trăm có lời là bao nhiêu các bạn? Hiện bây giờ đó thì phần trăm bị thuê có lời ở mức là 78.5% không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Và cái mức này cũng chưa phải cái mức gì mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều đâu các bạn. Khi nào mà chúng ta đến dần cái dùng màu đỏ bên trên này đó thì Thùng sẽ dành thêm thời gian để mà chia sẻ về chỉ số này. Nhưng mà bây giờ đó cũng chưa phải là cái chỉ số mà chúng ta cần phải quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những YouTube khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.